Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Buôn Cụ Pum, xã Hòa Hiệp, nằm dưới chân núi Giang Sơn, mấy ngày nay trở nên rộn ràng bởi cả ba thanh niên trong buôn được lực lượng công an giải cứu từ tay các đối tượng xấu, trở về với buôn làng, ghi nhận của báo Người Sài Gòn Giải Phóng. Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp cho biết, trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Cu Yên, có ba thanh niên của địa phương đã bị các đối tượng bắt giữ làm con tin. Trong đó, anh Điểu Nguyên, 32 tuổi và Y Dương Krong, 18 tuổi, được lực lượng chức năng giải cứu vào chiều 11 tháng 6. Riêng anh Y Dũng Krong, 19 tuổi, cũng được cơ quan chức năng giải cứu vào chiều 14 tháng 6 và đã được bàn giao về địa phương an toàn. Nghe tin thành viên trong buôn trở về an toàn, ai cũng mừng rỡ vì các thành viên trong buôn vừa vượt qua một cuộc sinh tử đáng nhớ. Nhắc lại thời điểm bị bắt giữ con tin, anh Điểu Nguyên vẫn chưa hết kinh hoàng. Theo anh Điểu Nguyên, rạng sáng 11 tháng 6 khi anh cùng 5 công nhân khác đang ngủ tại lán trại của công trình gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu, thì bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng đập phá và tiếng súng nổ. Chưa kịp định thần thì nhóm người đã xông vào lán trại, giương súng ngay đầu anh và các thanh niên khác khống chế. Những người này đập hết điện thoại của công nhân trong lán và dọa giết tất cả. 3 trong 6 công nhân đã nhanh chân chạy thoát được. Lúc này, Điểu Nguyên, Y Dương và Y Dũng bị các đối tượng bắt giữ. Khi thấy các đối tượng giương súng dọa giết, anh Điểu Nguyên quỳ xuống van xin nên các đối tượng đã khống chế bắt làm con tin. Anh Điểu Nguyên nhớ lại, chúng rất đông, người cầm súng, người cầm dao và rất hung hãn nên chúng tôi không dám chống cự mà chỉ dám nghe theo lệnh. Bọn họ cứ lăm le súng ngay đầu, đe dọa nếu bỏ chạy sẽ bắn chết nên chẳng ai dám làm trái. Cũng theo anh Điểu Nguyên, đến chiều 11 tháng 6, khi công an vây bắt các đối tượng đã bỏ chạy nên anh và Y Dương đã được giải cứu. Riêng anh Y Dũng trong lúc bỏ chạy, các đối tượng vẫn khống chế theo nên không thoát được. Gần 4 ngày bị các đối tượng bắt làm con tin có lẽ là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong cuộc đời anh Y Dũng. Trên đường rút quân, để tránh sự truy quét của lực lượng công an, các đối tượng dẫn anh đi hết khu rẫy này đến ngọn đồi khác. Các đối tượng rất tinh vi, trên đường đi yêu cầu anh không được đi vào chỗ đất ướt hay làm gãy các cành cây vì sợ lộ dấu vết. Khi đói quá, các đối tượng chỉ cho anh ăn ít lương khô, vài ngụm nước để đỡ đói rồi đi tiếp. Tối đến, các đối tượng thay nhau canh gác khiến anh không dám bỏ chạy. Anh Y Dũng nhớ lại, có lúc tôi định làm liều bỏ chạy nhưng các đối tượng đông quá, luôn bao vây xung quanh và luôn dí họng súng sát đầu nên tôi không có cơ hội. Mãi đến hôm lực lượng công an ập đến tôi mới dám nghĩ mình còn sống. Nghe những lời con trai mình kể lại, bà Hờ Nhai Prong, 58 tuổi mẹ Y Dũng vẫn không tin được con trai mình đã an toàn trở về. Theo bà Hờ Nhai, sáng 11 tháng 6, bà bàng hoàng khi cán bộ công an đến buôn báo tin con trai bị các đối tượng xấu bắt làm con tin. Đêm 14 tháng 6, cán bộ xã báo tin Y Dũng được giải cứu thành công. Ngay trong đêm, gia đình bà tức tốc đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để đón con về trong sự hạnh phúc vô bờ bến. Còn anh Y Dương Prong cho biết, cả ba anh em trong buôn hiện đang làm công trình tại xã Ea Cơ Tu và bị những kẻ xấu bắt làm con tin. Những ngày qua, khi được lực lượng chức năng giải cứu, nhiều người dân đã chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội cho rằng anh và Điểu Nguyên là những đối tượng xấu là không đúng. Thông qua cơ quan báo chí, mong rằng những người đăng tải hình ảnh, thông tin của anh không đúng sự thật thì hãy gỡ bỏ hoặc đính chính, bởi các anh là người dân lương thiện chỉ biết làm công ăn lương, chứ không bao giờ nghe theo kẻ xấu. Ông Bạch Đình Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Cư Cu Yên, Đắk Lắk cho biết, may mắn nhất là ba người dân của địa phương được giải cứu thành công, không bị thương tích. Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên để họ ổn định tinh thần, sớm ổn định cuộc sống. Báo Công an Nhân dân cho biết, theo báo cáo của Công an Đắk Lắk, trước sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng cùng với nỗ lực tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền địa phương, tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt, xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Trở lại xã Ea Cơ Tu, 3 ngày sau khi xảy ra sự việc, người dân xã đã quay trở lại cuộc sống thường nhật, dọc tuyến đường nối trung tâm xã về các thôn, buôn, cuộc sống đã trở lại bình thường, hàng quán đã mở, các hoạt động lưu thông hàng hóa đã trở lại. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí các điểm chốt có lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ. Chính điều này đã mang lại tâm lý an toàn, an tâm cho người dân, tranh thủ thời tiết thuận lợi. Ông Ngô Văn Hồng, thôn 22, xã Ea Ninh, huyện Cư Cu Yên, tất bật cải tạo đất để chuẩn bị trồng cà phê. Sau sự việc, nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở công an hai xã Ea Tiêu và Ea Tu, gia đình ông đành gác lại việc lên nương rẫy bởi lo sợ.
Thế nhưng, khi chứng kiến những nỗ lực của các lực lượng chức năng và cùng với công tác tuyên truyền trấn an lòng dân của chính quyền địa phương, ông đã an tâm trở lại nương rẫy. Ông Hồng chia sẻ, sau hành động rất tàn bạo của nhóm đối tượng vào tối 11 tháng 6, người dân rất hoang mang lo sợ. Song đến nay, thấy lực lượng chức năng truy quét gắt gao, chính quyền địa phương tuyên truyền cung cấp thông tin kịp thời về sự việc trên loa truyền thanh, nên bản thân tôi cũng như người dân trong thôn, buôn đã an tâm hơn. Với tình hình như hiện tại, chúng tôi sớm ổn định lại tâm lý và trở lại cuộc sống bình thường. Chị Nguyễn Thị Anh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhờ chính quyền và các lực lượng chức năng về bảo vệ cho buôn làng, nên bản thân gia đình chị và người dân xung quanh cũng yên tâm mở cửa buôn bán, sản xuất kinh doanh, đi làm nương rẫy. Đặc biệt, khi lực lượng chức năng truy quét được một số đối tượng, người dân cũng đỡ hoang mang, càng thêm vững niềm tin. Hành động tàn bạo của nhóm đối tượng tấn công bằng súng ra vào trụ sở công an hai xã Ea Tiêu và Ea Tu đã khiến lòng dân ở huyện Cư Quyên căm phẫn. Như trong lòng 1.115 giáo dân theo đạo Tin Lành ở điểm sinh hoạt Buôn Knit vì đã mất đi những người cán bộ xã vì dân do dân. Mục sư Ea Smith, 73 tuổi, trú Buôn Knit xã Ea Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, phẫn nộ. Tôi thấy đây là một hành động rất tàn bạo, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy, nên nhiều đồng bào ở đây rất sợ hãi. Để các thôn, buôn tại xã Ea Tiêu và Ea Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk sớm trở lại bình yên, ổn định cuộc sống, các lực lượng chức năng của tỉnh, chính quyền huyện, xã đã túc trực ngày đêm, nỗ lực truy quét bắt giữ các đối tượng gây rối. Bên cạnh đó, bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, trấn an dư luận nhân dân, chỉ sau 3 ngày xảy ra vụ việc, bình yên đã lại về trên các thôn, buôn của hai xã. Ông Nguyễn Kim May, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện tại, đời sống tâm lý của người dân trên địa bàn 19 thôn buôn đã yên tâm trở lại hoạt động bình thường từ ngày 12 tháng 6. Để đảm bảo cho người dân ổn định tâm lý sản xuất kinh doanh sau khi sự cố xảy ra, xã đã tuyên truyền thông báo đến hệ thống chính trị các thôn, buôn và nhân dân về sự vào cuộc của cơ quan chức năng điều tra, làm chủ mọi tình huống, trấn an nhân dân, không hoang mang, dao động và đã khuyến cáo người dân khi không cần thiết thì không ra ngoài vào ban đêm hoặc là sáng sớm, nâng cao ý thức, cảnh giác trong nhân dân, kêu gọi người dân khi có dấu hiệu bất thường tại cơ sở thì báo ngay cho chính quyền cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền biết để xử lý kịp thời. Bên cạnh sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, các điểm sinh hoạt tôn giáo cũng tích cực tuyên truyền nhằm ổn định tâm lý người dân, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Mục sư E. Smith cho biết thêm, thời gian tới các đợt sinh hoạt tôn giáo, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền cho bà con phải cố gắng sinh hoạt tôn giáo làm sao tốt đời đẹp đạo và yêu nước, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ đảng và nhà nước giao phó, chấp hành đúng chỉ thị, chủ trương, chính sách của các cấp chính quyền địa phương. Tính đến 8 giờ 30 phút sáng 14 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng gây mất an ninh trật tự tại trụ sở công an hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng. Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, đã có hơn 50 đối tượng từ nhiều địa phương khác nhau như Cư Mơ Ga, Krông Búc, Ea Hà Leo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và một số huyện Phú Thiện, Krông Pa, tỉnh Gia Lai đến tập trung tại một chòi rẫy trên địa bàn huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tập trung tại đây, nhóm đối tượng đã tổ chức ăn uống và đến khoảng 1 giờ sáng 11 tháng 6 thì chia thành hai tốp mang theo súng, dao, bom xăng, lựu đạn đã được chuẩn bị từ trước, đồng loạt tấn công vào trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Cổng thông tin điện tử chính phủ cho biết, tại những nơi bị chúng tấn công, các cửa sổ, cửa chính ở hai trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu đều bị đập phá. Nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt. Nghiêm trọng hơn, chúng đã xông vào trụ sở công an xã nằm trong khuôn viên Ủy ban Nhân dân xã, bắn khiến 4 cán bộ chiến sĩ tử vong, đâm trọng thương 3 cán bộ chiến sĩ khác đang túc trực tại cơ quan. Chưa dừng lại ở đó, sau khi rút ra khỏi trụ sở, trên đường đi, chúng chặn xe ô tô của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Bí thư Đảng ủy xã Ea Cơ Tu đang trên đường đến trụ sở sau khi nhận được tin báo vụ gây rối và sát hại hai người này. Sau đó, chúng tiếp tục chặn hai xe ô tô của người dân lưu thông trên đường và sát hại họ. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã chia nhau bỏ trốn nhưng lần lượt bị bắt giữ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.